Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Tân Hương, tọa lạc số 162 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Tân Hương thành lập năm 1972, thuộc giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng giáo phận Sài Gòn, có khoảng 12.000 giáo dân. Bổn mạng của giáo xứ là các thánh tự đạo Việt Nam, lễ kính ngày 14 tháng 11. Dựa vào tài liệu của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sự của giáo xứ Tân Hương cho các bạn biết nhé. Tháng 3 năm 1970, tướng Lon Nol lật đổ thái tử Sihanouk của Vương quốc Campuchia và bắt đầu một chiến dịch cắp giuồng, giết người Việt, Việt Kiều bị tàn sát, chạy trốn về Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1970 tới tháng 7 năm 1970, người Việt Kiều tại Campuchia di tản về Việt Nam, tập trung trong các trại tị nạn. Một số Việt Kiều do Linh Mục Giuse Gara dẫn dắt được cha Đa Minh Đinh Xuân Hải cho tá túc tại giáo xứ Tân Phú. Đây là một trại tị nạn của tư nhân, không chính thức. Nhờ sự can thiệp của Linh Mục Đinh Xuân Hải, từ tháng 7 năm 1970 đến cuối năm 1971, số Việt Kiều trên được phân lô cấp đất tại Tân Hương với diện tích khoảng 14.630 m². Tháng 1 năm 1972, giáo xứ Tân Hương được chính thức thành lập với số giáo dân đầu tiên khoảng 1.400 người và cha Giuse Gara Lạc thuộc hội thừa Sabari, nguyên chánh xứ sóng biển Campuchia, được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1976, theo lệnh của chính quyền Việt Nam, các cha thừa sai buộc phải về nước, trong đó có cha Gara. Cha Giuse Lê Đình Quế Minh, khi ấy đang làm phó xứ Tân Phú, được bổ nhiệm về làm chánh xứ Tân Hương. Khi ngài về Tân Hương, các cơ sở vật chất vẫn còn đơn sơ, nên ngài phải kiến thiết lại. Trong đó đáng kể nhất chính là ngôi nhà thờ hiện tại nơi chúng ta thấy đây. Ngày 30 tháng 6 năm 1989, Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cùng với sự đồng tế của Đức cha Aloisio Phạm Văn Nẫm và Đức cha Luy Hà Kim Danh. Ngôi thánh đường này đã được hoàn thành năm 1993 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập giáo xứ. Lúc 9 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2002, Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã chủ sự thánh lễ cung hiến thánh đường. Sau 29 năm phục vụ giáo xứ Tân Hương, ngài được bổ nhiệm làm chánh xứ Tân Phú. Ngài đã được Chúa gọi về ngày 22 tháng 9 năm 2018. Năm 2005, cha Francisco Assisi Lê Quang Đăng, chánh xứ Phú Trung, được bổ nhiệm về làm chánh xứ Tân Hương. Vào thời của ngài, giáo xứ ngày càng thăng tiến về mặt đức tin, là tổng linh quyền chương trình thăng tiến hôn nhân của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài rất quan tâm đến mục vụ gia đình và hôn nhân. Chính vì thế, cha đã nỗ lực đưa chương trình giáo lý dự tòng và hôn nhân vào nề nếp với một chương trình cụ thể và một ban giảng huấn đầy nhiệt tình, có đủ năng lực và kiến thức chuyên môn. Ngoài ra, năm 2010, Ban Giới Trẻ Tân Hương được thành lập. Điểm nổi bật nhất của Giới Trẻ Tân Hương là chương trình Cà Phê Thánh Ca do Giới Trẻ Giáo xứ tổ chức mỗi tháng một lần.
Đến nay đã tổ chức được 32 số, mỗi số đều có chủ đề cụ thể. Chương trình có sự góp mặt của một số ca sĩ công giáo nổi tiếng và của nhóm giới trẻ giáo xứ. Chương trình thu hút nhiều bạn trẻ đến thưởng thức nên quý cha trong xứ ủng hộ nhiệt tình. Riêng chương trình cà phê chuyên đề được tổ chức hàng tháng, đến nay được 64 số. Giáo xứ mời chuyên viên kinh nghiệm trình bày chuyên đề, gồm có 100 bạn trẻ tham dự. Về cơ sở vật chất, Ngài đã cho xây dựng lại nhà sinh hoạt giáo lý, gồm một trệt 3 lầu, được khởi công ngày 26 tháng 10 năm 2008 và hoàn thành ngày 26 tháng 6 năm 2009. Đang khi miệt mài dấn thân phục vụ cho giáo xứ, thì vào lúc 7 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2021, cha cố Francisco Assisi Lê Quang Đăng đã được Chúa gọi về cách bất ngờ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giáo xứ. Lúc 10 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2021, cha Giuse Trần Cao Thăng, nguyên chánh xứ Bắc Dũng, đã nhận chức chánh xứ Tân Hương. Với sức trẻ của mình, Ngài sẽ tiếp tục phát huy và kiện toàn những giá trị tốt đẹp của xứ đạo. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.